bạn, nhóm chúng mình là những học sinh lớp 9 đến từ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lý. Mình là Phạm Ngọc Khánh. Mình là Lê Phan Trúc Phương. Mình là Lê Khánh Minh. Và đây là bạn Phan Khánh Vân. Và tên sản phẩm của chúng mình là HSV Safe Environment. Chúng mình đang tạo nên sản phẩm này để nộp cho cuộc thi sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên. Và bây giờ nhóm chúng mình xin được phép được giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình. Trong bối cảnh hiện tại, khi mà môi trường ngày càng bị tác động tiêu cực với con người, đặc biệt là ở những thành phố lớn đông dân cư, mối đe dọa đến với môi trường càng lớn. Chúng mình đã chế tạo một sản phẩm sáng tạo được làm từ các nguyên liệu tái chế để nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về hiện trạng ô nhiễm môi trường, cũng như tạo một thông điệp tích cực để chúng ta cùng môi trường. Khác với những sản phẩm đơn giản về bảo vệ môi trường khác, sản phẩm của nhóm chúng mình đang bối cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất và đông dân cư nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh luôn được biết đến là một thành phố giàu có, hiện đại, phát triển vượt bậc và là trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực. Tuy nhiên, khác với vẻ đẹp hào nhoáng ở vỏ bọc bên ngoài của thành phố, ở đây vẫn còn ẩn chứa nhiều vấn đề nan giải liên quan đến ô nhiễm môi trường, cho thấy mặt tối thực sự của nó cũng như hiện trạng môi trường của thành phố. Chúng mình đã chọn một khu hẻm nổi tiếng ở đây có tên là Hào Sĩ Phường. Hẻm Hào Sĩ Phường là một khu hẻm rất nổi tiếng và đã gắn bó với lịch sử phát triển của thành phố tới hơn 100 năm. Tuy nhiên, do sự tàn phá môi trường và các hoạt động của con người đã tác động đến vẻ đẹp vốn có của con hẻm, biến nơi đây trở thành một hẻm chất đầy rác và chất thải. Chính vì thế, nhóm mình muốn chọn con hẻm này để nói lên tình trạng hiện nay của thành phố nói chung và con hẻm nói riêng. Nói lên rằng rác thải và ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng và tàn phá như thế nào đến vẻ đẹp của thành phố và qua đó cử một thông điệp quan trọng đến mọi người về việc bảo vệ môi trường. Về sản phẩm của nhóm mình là một mô hình một góc nhỏ trong hẻm Hào Sĩ Phường, được thiết kế ở mặt ngoài là hình ảnh những ngôi nhà 2-3 tầng ở khu phố, và đây cũng chính là điểm đặc trưng của khu phố này. Chúng được trang trí với những họa tiết, những hình ảnh đẹp đẽ bên ngoài của khu phố. Ở bên trong, nhóm thiết kế một khung cảnh khác của hẻm là hình ảnh của một khu vực ô nhiễm tràn đầy rác thải, được thêm vào những bịch rác ở khắp nơi bên trong hẻm. Mô hình này cũng chính là hình ảnh ẩn dụ cho thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, với sự hiện đại đẹp đẽ ở bên ngoài, nhưng về góc khuất ở đằng sau chính là hình ảnh của sự ô nhiễm, sự suy thoái của môi trường. Qua sản phẩm này, nhóm mình cũng muốn đem đến một lời kêu gọi cho cộng đồng về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của mọi người về ảnh hưởng của môi trường sẽ khủng khiếp như thế nào đến với đời sống của mọi người khi không có một giải pháp cụ thể cho nó. Nhóm chúng mình cũng hy vọng qua mô hình của nhóm, tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa và thông điệp ứng dụng phía sau, sẽ phần nào chúng ta có một cái nhìn khác về vấn đề ô nhiễm môi trường. Chỉ cần một hành động nhỏ, tuy nhiên nếu chúng ta cùng đồng lòng thực hiện và bảo vệ, sẽ tạo nên một kết quả xứng đáng. Và không để các bạn chờ lâu, đây chính là sản phẩm cuối cùng HSP sắp tìm ra của mình, của tụi mình. Và như các bạn đã thấy, đây chính là mặt trước. Và đây là khung cảnh với chiếc cầu thang cùng với bãi rác ở đằng sau. Và đây là mặt thứ hai của con hẻm với cây cối và người đi xe đạp. Cuối cùng là để chúng ta nhìn được những cái túi rác to đấy.